Chào mừng bà con trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong buổi ngày hôm nay. Hôm nay thì mùng 5 tháng 11 năm 2023. Em đang có mặt tại cánh đồng thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, Thái Bình để trải nghiệm cùng bác chủ có lắp dàn cày bốn chảo đời cũ cho máy Kubota GL268 với những cái đường cày thật là rộn ràng, cũng như là như thơ đất lên rất là đều. Đấy. Đấy, nền thì rất là phẳng luôn. Nền phẳng ruộng đây, khi cày xong anh em nhìn không có rõng, không tạo luống, thế nên là sau này anh em bừa rất là nhàn. Ngoài ra là ưu điểm của cái dàn cày bên em là bản to, bóc mỏng, thế nên là máy rất là nhẹ. Và đất đổ xếp theo kiểu này thì cái thứ nhất là nhanh được ải. Và ngoài ra nữa thì cái ưu điểm nữa là anh em đôn trang sang gạt ruộng nó dễ, nó không tốn thời gian cũng như là công sức, cũng như là chi phí và tiền bạc vào đây. Đây là một chiếc máy của chú Tâm ở Minh Đức, Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình. Con bốn chảo này thì nó là con sản phẩm của bên em đóng ra cách đây vài năm rồi. Và khách đã nâng cấp lên, con này là con hàn chết, và khách đã đổi lại cho em để nâng cấp lên một con cày năm chảo với dòng bu lông mặt bích kẹp trụ đời cao hơn. Do đó là có một con cày bốn cũ này quay về với em. Thế nhưng mà khi trong quá trình mà về với em thì về với em buổi sáng hôm nay, thì buổi chiều hôm nay em lại gặp chú Tầng đây. Chú đi mua cày thì sang đến nhà em, chú có hỏi là bên em là giờ cái dàn cày bốn chảo bao tiền với nọ kia, thì em có trao đổi sơ qua chú là dàn cày này là bên em đóng, tem mác Vũ Hải, số điện thoại vẫn còn. Thế thì chú có yêu cầu em là nếu như chú mua dàn này thì giá cả là không thành vấn đề, cũ cũng được, mới được, tiền nào của đấy. Nhưng mà quan trọng là mình cứ sang mình chỉnh hộ tớ, lắp hộ tớ cái ngon lành thì mình lấy bao nhiêu thì lấy. Thì dàn cày bên em làm ra mà, mình ngại gì cái việc đấy đâu các bác. Em cuối chiều em đi sang đây luôn. Vừa giờ thì em lắp một dàn cho con 2802 mới đét đập hộ, dàn cày mới đét, nhưng mà đồ của con 2802 thì hơi kém. Thế nhưng mà nó cũng là ok rồi. Em vừa bật máy quay một cái thì bác chủ đánh lên bờ về nhà. Thế nên là video của em chỉ được có khoảng tầm 28 đến 32 giây thôi. Thì tí nữa em cũng sẽ up lên sau. Còn như cái dàn này thì là em lắp sau, thì bây giờ cũng là xong xuôi đâu vào đấy. Và các bác đang chạy với những cái xá cày tiếp theo. Chắc là nốt xá này thì chú Tầng đây chú cũng lên đường về nhà nghỉ thôi. Tiền thì em cầm rồi, bỏ túi rồi, bởi vì là sản phẩm đã đạt chất lượng rồi mà. Dàn này thì đóng đời trước, do là Meyer bé, khung trụ mặt bích bắt không bắt kẹp hàn chết, thế nên là nó có nhẹ hơn so với dàn bây giờ một chút. Và với thời điểm bây giờ thì nói thực với bà con là đất thì ruộng máy gặt, càng ngày thì lại càng khó, thế nên là nền của ruộng thì lại không được cái lớp gọi là phân chuồng như ngày xưa, thế nên là đất càng ngày càng chai và chặt đất. Thế nên do đó là em có tư vấn cho chú là về lấy một cái cục tạ của máy gặt, hoặc là một bao đất đặt lên trên dàn cày, để vào cái chỗ rơm, chỗ rong máy gặt, cái dàn cày nó không bị rải lên. Thế và đến giờ phút này thì chú đặt một cái cục tạ của đối trọng máy gặt lên, và đã cày là cực ngon rồi. Chiếc máy GL268, thực ra công suất của con máy này thì có thể kéo dàn cày 5 chảo. Nhưng mà do đặc thù của chú, cái thứ nhất là chú muốn bỏ vốn ít, vì là tầm tiền của chú phù hợp với cái dàn 4 của bên em. Cái thứ hai nữa là chú muốn rằng là bền máy, bởi vì ngay như chú sang bên nhà em, chú định đặt cái cày mới 4 chảo thôi. Thế nhưng mà do là gặp đúng cái dàn cũ này mà em còn bảo hành cho chú, thế nên là chú lấy luôn. Đấy, chiếc máy đã gần hết một vòng quay về đến đây rồi. Em sẽ xin phép đi về đằng sau máy và ăn nốt một đoạn video. Từ đây đến đầu bờ là em xin kết thúc và về nghỉ thôi. Trời đã lên đèn rồi. Đấy, ruộng máy gặt.
các bạn thấy sóc tiếng máy nó cũng có khác hẳn ra luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn nhìn cái nền ruộng bóc lên rất phẳng luôn, không có lõi, không có sao cả. Chảo chạy cứ ngọn. Cũ thì cũ, cũ nhưng mà ăn tiền của các bác. Cũ mà các bác này mua được rồi thì lại ăn tiền của dân luôn. Các bạn đã chưa? Rồi, em cảm ơn các bác cũng như là anh em và bà con đã theo dõi video của em. Xin kính chúc toàn thể anh em một sức khỏe dồi dào và vụ mùa thắng lợi. Đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là theo dõi cho trang của em, và để chào đón những cái video mới nhất cũng như sản phẩm mới nhất của bên em để phục vụ cho bà con. Kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.